Hôm nay nhiều mi nhỉ. Đây đang có mặt chợ chim cảnh đây anh em này. Hôm nay ra muộn tí nhờ, nhiều mi nhiều khiếu phết đấy. Đấy, trên kia là bán họ mi đấy. Bên này hôm nay có nhiều khiếu phết nhờ. Cái thằng lồng mi, cái lồng mi bao nhiêu tiền bây giờ? Chấm không á, một túi gì đây. Đây lồng mi, lồng trà mào, đủ các loại lồng luôn anh em ạ. Khuyên cầu chim và lồng bẫy dễ phải bán sớm nhờ, có nhờ không bán được hết rồi. Ồ, còn nhiều lắm luôn nhờ. Mấy mẹ con đi soi à? Ồ, soi này tận đâu rồi cô? Soi Mẫu Sơn. Mẫu Sơn cả? Ừ. À, dìm. Ngã ba Mẫu Sơn đấy. Ồ, nhiều thế cả. Ba mẹ con đi soi à? Soi cả đêm. Soi đến 12 giờ đi. 12 giờ. Nhưng một túi dế này bao nhiêu tiền? Túi này 3-4 nghìn. 3-4 nghìn một túi rồi nhỉ? Ừ. Sáng sớm còn bán 6 nghìn. Sáng sớm bán 6 nghìn. Nhưng túi này bây giờ mà không bán được về lại nuôi. Lại nuôi, phiên sau lại mang ra bán. Cháu có mua không? Mua cô mấy túi đi. Cháu vừa mua rồi. Cháu mua ở dưới kia rồi. Mua dưới kia rồi, mua nhiều nó lại ấy đi, chết đi. Thôi mua thế được rồi. Dế Mẫu Sơn bây giờ cứ 3-4 nghìn, 5 nghìn một túi. Khiếu. Anh hôm nay mới... anh hôm nay bây giờ mới già. Anh bán này à? Mấy ba? Mấy con khiếu nhỉ? 5 con à? Khiếu bây giờ đắt không? À, 1 triệu 2 vừa nhỉ? Đắt hot thì 8 triệu, 6 triệu. À, nó còn mộc là tầm triệu hơn triệu rồi đúng không? Khiếu là đắt rồi. 1,2 triệu. Nhưng con hot là bây giờ phải triệu dưới, triệu 6 trở lên rồi. Nhưng con này là mộc à? Hay gì? À, mộc. 4-5 ngày. Bấy á? À, à. Anh ở tận đâu mà vẫn bấy được khiếu đây? À, Thanh Lòa. Nhưng con này 1,2 triệu đấy nhờ. Mộc mà, 1,2 triệu. Đấy. Khiếu ở chợ chim nhá, hôm nay rất nhiều khiếu này. À đây, tiện thể thì hôm nay ra chợ chim là anh có rất nhiều khiếu nhá. Mộc triệu đến 1,2 triệu. Đấy, sẽ tí xin số của anh này để anh nào, anh em nào thích khiếu thì sẽ gọi trực tiếp cho anh sẽ chuyển xe. Anh sẽ chuyển khiếu cho anh em nhé và quay trực tiếp với anh em nhé. Đây anh chủ đây. Anh cho xin cái số đi, số. Cho xin cái số để ai mua thì họ gọi cho, đọc cái số đi. Số bao nhiêu? Số điện thoại mình bao nhiêu? 0857. 0857. 034. 034. 889. Đấy anh em nhé. Cái số điện thoại 0837 0857 034 889. À, anh em nào mà thích chơi khiếu thì đấy, số điện thoại của chủ khiếu này. Kênh mình chỉ là chia sẻ cho anh em biết để anh em khác trực tiếp liên lạc với chủ chim. Đấy, đây là toàn là khiếu chim mà không biết thì hỏi anh cái lợi biết ngay. Đúng rồi. Đây toàn là khiếu đây. Anh em nào thích chơi khiếu thì mình đã xin số điện thoại của ông chủ đây. Anh em tự liên lạc với ông chủ. Tự màu có, mi có. Mà mi có, khiếu có. Thì liên lạc với ông chủ thì có chim gì thì ông chủ khác bảo và tư vấn cho anh em từng con chim một. Đấy. Khiếu, mi đều có nhá các bạn nhá. Cho nên là anh em bên kia thì mi. Anh ở đây có khiếu mới khuyên. Quay như này thì sẽ không trực tiếp để cho anh em xem được, nhưng mà anh em mà kết bạn với ông chủ chim ấy, anh ông chủ ông khác quay trực tiếp cho anh em kỹ hơn để anh em chọn được con khiếu ưng ý, anh sẽ chuyển xe hết cho anh em nhé. Đấy, còn ở bên trên kia thì mấy cô này bán họa mi. Đấy, họa mi. Đấy.
hôm mấy con này xước đầu. Muộn rồi. Ăn uống này đấy. Mai thì còn không nắng đấy. Nắng thì về lâu rồi. Nắng đấy. Bắt con này à Chiến? À? Bắt chưa? Bắt xem. Con này cái mỏ cứng hết nhỉ. Đang YouTube à? Ừ. Con này bao nhiêu tiền? Gia chủ chưa hai à? Chưa không rõ. Chưa hai. Đấy, hạ mi. Mái tầm 700-800. Nhìn cái mắt là còn những con trống là hơn triệu. Triệu 1, triệu 2. Triệu rưỡi cũng có, tùy từng loại con. Nhờ tướng con này to hơn. À. Đấy. Đấy, bên này chả mào một số dòng chim nhỏ nhé, một số dòng chim nhỏ. Đấy, bên kia thì khiếu, ở bên trong kia thì anh em vẫn đang tiếp tục ngồi ngắm một số dòng chim, tí mình sẽ qua đó mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Chào màu núi tiểu mi Mạnh Khuyên Thiên Đường Chè Bạc Má, một số dòng chim nhỏ. Ông này làm đến này mấy tháng bao nhiêu? Mua hai con sấu trăm triệu hai mẹ rồi, đứa thành con nào mua tiền 500 về chè than. Tiểu mi á? Tiểu mi của? Đây con kia lúc bảo 200 thì nó giảm 100 bán. Chào bao. Đấy. Đấy, hôm nay nhiều họa mi phết này này. Đây đây họa mi. Đấy. Đây có cả gà rừng. Gà rừng. Khiếu này. Anh có lồng to nhưng mà nó hơi chết. Hơi chết được. Kèm một cốc chè đá chứ. Đây ở đây có. Ủa con chè lửa này dùng hết đầu rồi, lông đầu rồi. Chè lửa rồi, con này con bùa trao. Thiếu đồ bạc. Đây. Hiện tại là hôm nay vẫn có rất nhiều trò lửa phải khuyên. Trò lửa trò than, sáo, vẹt. Hôm nay lại về dòng chim Quế Lâm. Đây, đây là dòng chim Quế Lâm các bạn nhé. Kim Anh màu đỏ. Dòng chim Quế Lâm này thì hot cả ngày luôn. Chân tốt hot cả ngày.
chà lửa. Chà lửa đây bán nó giá tầm khoảng 300-400 một con. Yến Phúc. Bụt trao, thiếu đầu bạc. Đây, những con trò than vụ năm nay. Linh vừa mua bằng ngày gì á? Rồi, tự nhiên. Ui, còn thế này. Không, bây giờ bỏ đi đâu. Không, bỏ đi đâu. Ý là bỏ mang vào đây, đem cuốn công người ở đây bán. Ý là nếu mà có người mua ở kia thì vẫn bán được. Không, nên là không mang vào hết được. Mang mới trốn một tí, thế này. Thế này. Gom hết cho bao tiền? Đây gì đó? 2000. Trời ơi nè. Con thế nào đấy? Đây đây. Đây nuôi à? Nuôi nuôi thì không ăn lấy ăn được nào. Nuôi. Hai nghìn một gói đúng không? Quá rẻ luôn. Quá rẻ. 2000 một gói dễ. Bây giờ có 6000. 10 túi, 11 túi. Mười túi to, 24, 25 túi nhỏ.